quá nghiêm trọng. Hiện nay không thể đi qua được cái đoạn đập tin này nhé, trong ngày hôm nay mùng 5 tháng 8 2024 tại xã Nậm Ti rất nhiều chỗ bị tắc. Khu này là gần chợ xã Nậm Ti nhé. Vậy là mọi người, các phương tiện là hiện nay đã bị cô lập nhé, không thể đi lại được nữa. Nói chung là tắc khá lâu đấy cái tình trạng này, bởi vì nó khối lượng đất đá nó khá nhiều, mà không phải là một điểm, nó rất nhiều điểm từ đây đi vào trong huyện Hoàng Su Phi. Khổ. Khổ quá. Đường nào? Cái đường à? Thật sự là đáng sợ. Anh em vẫn cố tình đẩy xe máy để vượt qua mấy khu này, nhưng mà qua được đoạn này thì đoạn trên kia có đi được đâu. Cố làm cái gì? Trời ơi. Đi đường cái 17 ấy. Đi vòng số cái 17 lên thôi. Ở trong này tắc qua được đây, đoạn trong kia có đi được đâu. Ở chỗ cây 29 nó còn sạt to hơn đây. Đi xuống Thông Nguyên, đi qua cây 17 kia xuống Thông Nguyên xong lên thôi. Ở trong kia cũng tắc chỗ cây 29 nó còn tắc to hơn chỗ này. Ờ. Trong công trình tắc này, trong 36 cũng tắc này. Chúng tôi qua đến sân Kinh Quang làm mới bắt. Cái điểm này là điểm ngay bên trong chợ của xã Nậm Ti nhé. Cái trang trại bò của ông Phan Giàu Xỉu, cựu chiến binh. Ông ấy đã đầu tư chăn nuôi dê, nuôi heo và nuôi bò dưới này, nhưng đã bị sạt lở xuống, thổi bay cái chuồng trại rồi đấy. Đây, nhà ông ở đây. Hơi sương mù nhá quý vị ơi. Thật sự đáng sợ, thiên tai đáng sợ quá. Sau một đêm mưa. Quý vị ơi, thật sự là sợ luôn. Nghe nói ở bên kia có một trang trại của gia đình ông cựu chiến binh Phan Giàu Xỉu cũng bị sạt lở, thổi bay rồi nhé. Không biết là mất mát tài sản như nào hay không, Apo chưa nắm được. Giờ cũng đang chuẩn bị sang đấy để quay cho quý vị xem. Cái điểm sạt lở này rất to này, kinh khủng lắm quý vị ơi. Sợ thật. Ui. Ui. Đấy. Cái sạt to này thì có lẽ là phải tắc khá lâu. Đường này coi như là phải tạm lưu thông một thời gian, là tầm 1 tháng 2 tháng mới có thể thông được. Nó không phải một điểm này, nó rất nhiều điểm. Ôi ôi dạ. Ôi trời ơi, khó lên luôn, nó lún sâu quá, nó lún nha. Ôi ôi lún. Ui ôi, nhìn phía trên kia sợ chưa? Ui. Đấy. Thổi bay hết cả một bãi cỏ.
thật sự là nguy hiểm. May cái đống này nó xuống bên này, chứ mà xuống thẳng cái nhà này thì coi như là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sợ thật là cái gì ơi. Rất may nhá, may nó không xuống thẳng nhà. Ôi dồi ơi, nó lấp xuống cái chuồng lợn kia. May sáng nay anh em đã cứu trợ, đã lôi con lợn ra hết rồi. Sạt lở rất to. Mùa lũ này, năm nay thật sự là khắc nghiệt, ảnh hưởng quá nhiều luôn quý vị ạ. Nhiều nhà bị lắm, bị quá nhiều nhà. Ôi, nhậu chiều bảo là bay hết chuồng nhỉ. Có con bò có bị không nhỉ? Vâng, kính thưa quý vị, đây chính là cái điểm sạt tại xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang quý vị nhé. Cụ thể là km 27, ngay gần khu chợ xã Nậm Ti, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang. Nó đã tắc khá là lớn nhé, và đã sạt từ trên đồi xuống là lấp cả cái chuồng lợn và nhà ông Hín bên cạnh này. Và sáng nay mọi người đã đi cứu trợ lôi con lợn ra, và cũng may là không vào nhà, gần đến nhà rồi, sự rất là nguy hiểm. Trong cái rủi ro nó vẫn có cái may mắn là không xuống thẳng nhà, thật sự là nguy hiểm. Đây này, trước mặt chúng ta có thể thấy là rất nhiều điểm là sạt luôn. Đây, đằng trước cũng sạt, đằng sau cũng sạt, tắc cả hai đằng. Đấy, vùng lũ khổ thật. Hôm nay là vào đúng ngày mùng 5 tháng 8 2024, cái thời tiết cực đoan hiện nay này, thật sự là chúng ta không thể lường trước được tất cả mọi cái vấn đề. Ôi, Apo sẽ đi quay tiếp cho quý vị xem những cái điểm ở đằng trước cũng như là đằng sau nó sạt lở như nào quý vị nhé. Thật sự đã sạt rất nhiều. Ở chỗ sạt này thì nó cũng ngay cạnh nhà Apu thôi, cho nên Apu cũng đến quay được. Còn có những điểm khác thì nó xa, Apu chưa đi quay được, chỉ nắm thông tin thôi. Chỉ nắm thông tin thôi. Đằng trước cũng sạt to, đằng sau cũng sạt to. Sợ quá, tắc hết đường rồi. Thank you.